Đây là xe robot 3 bậc. Một cánh tay 3 bậc. Và nhiệm vụ của xe robot bây giờ là sẽ gắp một cái khối gỗ khá là nặng 150 g. Này, mở càng ra trước. Trong thứ ba là xoay càng. Đấy đúng không? Đúng không? Mình có thể xoay càng thì không cần phải xoay xe nữa. Tiến xe vào. Xoay càng cho dễ. Xoay càng cho dễ, và xe nó sẽ lúc này nó bị nì xe bánh rồi. Rồi, được rồi, nhấc lên. Nhấc hơi lên xong rồi di chuyển tròn. Mình có cái lợi thế mình xoay được ấy thì là mấy. Cái gắp thì bạn cứ gắp hết cỡ vào, thấy chưa? Bấm hết cỡ vào. Đấy, tầm này mình dần mình lên được rồi này. Rồi. Đấy, lên cao đi. Đấy, xong rồi để nó về phía đằng sau. Để nhớ vào cái khe của hai cái ấy đấy. Hai tấm hai cái cá đấy để cho nó đỡ bị rớt, đúng không? Chứ không cần gắp nhé, bạn gắp lúc này nó khó gắp. Rồi, tiếp tục quay ra gắp vật thứ hai. Vì thời gian không có nhiều nên ở đây sẽ không cần tập cái quả di chuyển nhé, thì về sẽ luyện cái quả di chuyển sau. Khi đặt xong đây nhé, không được ghi quá nhé. Ghi quá nhé, thứ nhất là gì, là cái servo này nó sẽ ép xuống làm cháy servo, và nó làm lúc đấy là nó đơ động cơ, cái là lúc nó chạy loạn lên này nhá. Thế nên là cái này ghi vừa tầm thôi đấy, để thế thôi, để vừa tầm thôi nhá, vừa chạm thôi, bởi vì cái này nó chỉ cần độ tì thôi, không phải nén mạnh làm gì cả. Nén mạnh quá thì lúc đấy là nó ăn dòng, cái là nó sẽ bị đơ. Thế sau đó bạn di chuyển thôi, bạn thử di chuyển thôi. Tiến một